Dạ bây giờ em tiếp tục xin phóng sanh số lịch huyết này cho anh Khổng Tường Phát ạ. Ơi giờ mới phóng sanh mấy con còng, cái thằng Ti Ti rái cáo hoang dã nó vớt cái càng của thằng nhỏ liền. Dạ cái ông thần này, cái ông thần trong rừng ngập mặn này, ổng chơi kỳ quá đúng không quý vị? Ổng đi theo em mà ổng làm cái gì vậy? Ông thần trong rừng ngập mặn ơi, đây okay.